Keep bird and go. Quá trời à, bơm luôn. Rồi mình sẽ đi vào đây nha. Sở Quỳnh sẽ quẹo xe vào đây. Phía ngoài thì nhìn cái... Bữa nay là cái farm đó ra, mình đi farm, đi vườn farm. Ok, vườn farm. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Sao xin chào cô chú em. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Thì hiện tại bây giờ gia đình Quỳnh đang có mặt ở tỉnh Nagano đó mọi người. Và hôm nay gia đình Quỳnh dắt Sa đi trải nghiệm để mà ăn mận, mận đường hay còn gọi là mận Nhật nha, mận tím đó mọi người. Và phía sau lưng Quỳnh ở đây là cái farm. Bây giờ mời mọi người cùng đi hái mận chung với gia đình của Quỳnh nha. Và đây là phía ngoài của cái cổng vào, đây là cái bảng nha mọi người. Ở đây thì nó có dingo nè, và một số loại trái cây khác nữa ha. Các bạn ở ngoài đây. Hai cha con đứng chụp hình. Ở đây thì để dingo quá trời luôn ha. Sumimasen camera quá đây Zubin nhé. Hai, arigato gozaimasu. Anh xã Quỳnh sẽ trả tiền nhé mọi người. Thì mình sẽ gọi điện thoại lên đây để mà mình đặt trước á. Và cái giá vào của ngày hôm nay ba người Quỳnh là Sen nè Na Khải Cư En là 340.000 nha mọi người. 340.000. Ở đây thì người ta bán gì? Bán táo mà người ta đóng bịch bịch 500 yên bịch đó mọi người. 500 yên bịch là khoảng 100 ngàn một bịch. Cho một bịch táo như thế này được 5 trái nha mọi người. 5 trái rất là nhiều loại luôn. Táo đỏ, táo sọc sọc mà trái hơi bự xíu ha. Táo sọc sọc luôn, mỗi thứ một loại, trái này trái nhỏ hơn nè. Phía kia người ta để mấy cái rổ dễ thương mọi người. Và trên kia là cái bảng để mà mình là mình ăn ha. Và mình sẽ đi theo chú này nha. Ở đây có cái bảng rồi nè. Sao ơi, đi theo ba ba nè. Đi theo chú nè, chú dắt đi nè con, đi. Đây. Rồi, chú sẽ dắt mình đi vô trong ăn cái vườn. Cái vườn gọi là vườn mận gì xa. Tao đi không thấy đựng đụng. Vườn mận, vườn mận đường ở Nhật. Wow, ở đây nè, mình thấy không? Hả? Chú này đang chỉ à? Hay. Nên nó 3 割 ぐらい しかなかったので、はい。あのちょっとあの制限をさせてもらってます。はい。はい。じゃあごゆっくりお願いします。はい。はい。ありがとうございます。どうも。ở đây thì người ta để sẵn cho mình những cái rổ nha mọi người, để mình vô mình hái nha. Đây, rồi sao lấy rổ đi Sa? Lấy rổ đi ra, lấy cái rổ đựng nè, nhanh 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 lấy cái rổ, lấy rổ. Hôm nay vô đây thì chỉ có gia đình Quỳnh thôi, cho nên mình sẽ gỡ khẩu trang ra nha. Rồi, mình sẽ đi vòng bên đây, mình để cái túi xuống nha. Rồi Sa đi qua đây con. Thì cũng như thường lệ là trước khi mà gia đình Quỳnh đi ăn thì Quỳnh sẽ quay cho mọi người xem hết cái cảnh ở đây nha. Thì hồi nãy cái anh đã nói á, là mình vô đây mình ăn trong vòng là 30 phút là thời gian mà mình ăn trong đây. Và mình có một cái rổ ở đây, nếu mà mình thích á, thì mình có thể là mình hái mang về rồi ra mình tính tiền được nha mọi người. Bởi vì là cái loại mận đường này á, thì ở Nhật thì cũng có siêu thị bán, có siêu thị không, bởi vì cái số lượng nó cũng không có nhiều. Và Quỳnh thì cũng thích ăn cái này á, cho nên hôm nay mình đến đây mình ăn thử nha. Và trước khi mà Quỳnh đi ăn á, thì Quỳnh sẽ quay sơ cái vườn cho mọi người xem nha. Anh xã Quỳnh đang chuẩn bị qua để mà chụp hình cho hai mắt con Quỳnh. Đây là cái vườn phía ở trong nha mọi người. Thì cũng không có được rộng cho lắm ha. Đó. Đây phía trên nè mọi người. Trời ơi trái thì mê cho mọi người. Trời ơi trái đầy cây chi chích luôn nè mọi người. Đó. Wow, trái thấy mê luôn mọi người ơi. Đây, trời ơi. Cái cây này trái thấy mê luôn. Trái quá trời trái mọi người ơi. Trái đã luôn nè. Đây, 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 đây.
đây 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 đây, trời ơi, đã chưa mọi người, đây, trời ơi nó nhiều mọi người, nó nhiều thấy mê không, đã quá mọi người, wow, đã quá, mê luôn mọi người, đây 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 đây, đó. Cái trái này bên Việt Nam mình gọi là trái mận. Và ở Nhật thì nó có rất là nhiều loại mận nha mọi người. Đây. Wow, ngon ha. Quá trời quá đất mọi người. Trời ơi nó mọc à. Mọc đầy cây. Rồi sa hái nè. Trời ơi sa hái nha. Rồi sao bỏ vô. Ủa, rồi rớt rồi, hai trái khác đi, hai trái khác chút xíu lụm xuống đây nè. Hai trái khác nha. Ừ, hôm nay sao leo của thay sa hái nha. Hái được không? Cô quay cả sao xuống hái thái chấp hái cái trái thấp thấp thôi. Giỏi. Giỏi. Mình sẽ bắt đầu hái trái đầu tiên nhé mọi người. Đây. Ấy. Wow, quá đã luôn mọi người nè. Đã ghê không? Cái chú này hồi nãy chú hướng dẫn là mình nên hái những cái trái nào mà nó mềm á mọi người. Quá wow. Tím tím ngon ghê mọi người. Yeah. Sao có thích không? Quá trời quá đất đã ghê mọi người. Đã quá đã quá. Lại đây sao ơi, cái tay đâu? Đâu 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 đâu. Đi bay rồi nữa. Sa? Sa? Tương. Rồi đây. Đi hái đi. Chị hái lên ba. Ủa đây quá trời mọi người, đã ghê chưa. Ây da. Wow. Wow. Trời ơi, nó tự leo lên cây luôn mọi người, nó tự leo lên. Sao ơi sao, à bữa nay quá sao. À bữa nay quá sao. Nani. Sao hái chứ thấp thấp thôi. Đây đây, đây đây, nè, nè, nè. Đây đây, 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 đây. Rồi đi qua đây nha, mẹ sẽ lôi cái này qua cho Sa nha. Đây, mình sẽ lôi cái này qua cho bà Sa nó hái nha mọi người. Trời ơi, bay nữa Sa, trời ơi. Xin rồi cả rồi, Sa leo lên đi con. Leo lên. Wow. Đi ơi. Ok. Chết tự y cả. Được rồi. Trời ơi, ở đây bay bay nè ba ba. Cô. Rồi Sa đứng lên đi con, đứng lên. Cô. Leo lên. Bay leo lên. Cô ơi. Cô ơi cả rồi, Sa hái đi. Ơi, được không? Ôi xì, hái nữa đi con, hái nữa. Leo lên nữa đi được mà. Leo lên nữa đi con. Leo lên. Hái nữa đi. Wow, ít bay nè. Cha. Sao sư ký? Nó thích hái mọi người ơi, hôm nay nó thích hái rồi mọi người, hôm nay nó thích hái rồi. Chị chê, cao y. Sao hái cái chén nào á nó mềm mà nó bự á sao? Chén nó mềm nó bự á, thấy không? Chén nó mềm mà nó bự nha con. Ok, chỗ nó nhiều, nó nhiều thấy mê. Đó, coi chị đó, đó nó bự. Nó bự và nó ok. Đó. Nó mềm. Ừ, ok, tập đây rồi, mì được. Tập đây. Ui xì. Đâu cho cô chú các bạn xem thử này. Đưa cho cô chú các bạn xem. Màu gì? Màu vàng. Họ leo xuống đi, à bữa nay quá, mẹ bồng xuống rồi, à, xuống dưới đất ăn. Ok. Đưa đây mẹ bồng này, làm gì la trời, có gì đâu la trời. Ok. Mà sao đừng có leo vào thang nha, ok. Rồi, Quỳnh sẽ leo lên Quỳnh hái nha mọi người ơi. Nãy giờ thì bây giờ mình mới lên mình hái nè mọi người. Ê. Đây. Ây cha. Mình sẽ hái cái trái nào mềm mềm nha. Nói chung là ở đây là nó đúng lứa ăn hết rồi mọi người. Nó đúng lứa để mà ăn hết rồi. Cho nên là bây giờ đụng vô trái nào nó cũng mềm hết trơn á. Đã quá mọi người. Wow. Ôi đã chưa. Leo cao chút xíu nha. Trời ơi, giống như mình đang đứng ở trong một cái vườn đầu tiên. Quá trời, quá đất, nó đã gì đâu rồi nè.
枝折れるからそんなやらないで。はい。あら。あっちのやつ時間なくなるよ。ね。はい。いっぱい取る。食べてもいいんだからね。は？食べてもいいんだからね。わかった。食べ放題だよ。食べ放題わかったよ。nhanh nhanh là mình ra mình ngồi mình ăn nhé mọi người.Quỳnh cũng thích ăn mấy cái trái mà nó hộp đừng có mềm quá, nó phải hơi hơi cứng cứng, mình chấm muối nó mới ngon nha. Sa tốt tả, ừ sa tốt thế. Wow quá đã mọi người, vô đây là mê luôn. Wow nhiều chưa, nhiều chưa. Tô đây tả, ok ôi xí, ok rồi mẹ xuống nha. Hey, yeah 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 yeah, rồi.Wow, すごいすごい。おいしいおいしい。すごい、だめがわっと。はい、タップタップさん、はい、タップタップさん、はい、タップタップ。はい、はい、はい。枝の先にある1個しかついてないのが一番いいの。あ、そう。わかる？でもママ硬い欲しい。ママ硬い欲しい。これなんかすごいおいしいと思うよ。すごいおいしいの。じゃあ、すごいおいしいとってるの。はい。それ。はい、オーケー。食べてみ。はい。ね、あ終わりだ、あとあっち食べるね。はい。trời ơi đó, hai mẹ con mình hái sơ sơ thôi được một. Chị gao kia đặt thế. À chị gao nữa. Là ở trong đây một cái vườn nó có rất là nhiều loại luôn nha mọi người. Bây giờ mình qua bên kia mình hái nha. Đây đi 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 đi. Đây. Nắm tay nắm tay. À chị cả ít tay được cả. Nãy giờ mình đi hái mà mình để cái túi ở đây đó mọi người. Ở đây có vườn của mình nè, cho nên cũng đỡ lo nha.À, của rê cả ba ba, của cô. À, của cô chi gâu cả. Cái cây này nó tên là Beira hả bà? Beira. Trời ơi, ổng nói mình đọc đường cho mọi người. Này, của cô ba ba, Minasamite. Bây giờ thì sẽ đưa cái máy vào quay cái cây này cho mọi người xem nha. Cái trái bên đây thì có vẻ nó bự hơn rồi mọi người. Đó. Rồi này, ở đây.Bên đây à. Sao nó hái được rồi, con nó vui mọi người. Ở bên đây thì cái trái màu tím nha mọi người. Rồi rồi mình hái được rổ như đây, mình sẽ ăn như đây nha mọi người. Trời đã lắm mọi người, đi ra ngoài chỗ sáng sáng quay cho mọi người xem nha. Đây hay. Ở đây thì Quỳnh chuẩn bị làm một cái chén để mà mình đựngmuối nha mọi người, mình chấm nha. Đó sao sao cầm cho mẹ đi, cái này nữa chết tụi khà rai. Nó hỏi Quỳnh à, nó hỏi Quỳnh có cay không mọi người. Cay chứ, có cay một chút. Rồi ở bên đây thì là rổ mận, nãy giờ hai má con Quỳnh đi hái được. Và cái bên đây sẽ là một cái chén muối nha mọi người. Rồi bây giờ mời mọi người ăn chung với mẹ con Quỳnh nha. Ông Mập nãy giờ không đi hái, ông ăn rồi mọi người ơi. Chấm vô chai cô chú xem nè, nãy giờ Quỳnh chưa ăn, nãy giờ ăn. Ở trong nó màu vàng, chỗ nó ngọt lắm mọi người ơi. Mình tưởng nó chua mọi người. Rồi mình sẽ chấm vô muối nha. Nha. Của cái chiếc này. Chỗ nó ngọt. Ở trong siêu thị bán chua chua ngọt ngọt mà mình tới dùng ngoài nó ngọt lắm mọi người. Cho nên nó mới gọi là mận đường nha. Cái này gọi là này nè. Sao bỏ vô đây? Thôi qua đâu đi bừng. Nó có gì この丸いリンゴの穴開いてんのかな。はい。虫虫虫虫。じゃあい。虫。うん。これ食べてください。うん。どうぞ。はい。虫。bị à? Bị quá hớp nha mọi người. Quỳnh đem cái rổ tới. À Quỳnh đem cái. Nam đàn rồi.Quỳnh đem cái thùng rác đến để mà mình bỏ vô cho nó dễ. Ai ngờ trong thùng rác quá trời bò hóng không để ý mọi người. Trời ơi, nó bay ngợp rài luôn. Mà chấm vô đây sao? Khá gây bay. Nó không có cá. Cá thì cái gì? Cá thì cái gì?Nó không có cắn. Nó ngọt lắm rồi. Cho nên tiêu chân nó cũng được chưa? Sao mà cũng được chưa? Khỏe cả. Nó tên khè. Khỏe. Quá ngon mọi người.
ハエがついてる。やばすぎる。やばすぎる。Siêu thị bán một hộp á, khoảng chừng 10 trái mà đã hết là 400-500 yên đúng không? Mà khoảng 100 ngàn. Cả nhà Quỳnh 3 người vô ăn là xanh 7 340 ngàn, mà ăn được 30 phút nha. Ông bà bóng lóng ăn, Quỳnh hái rồi Quỳnh chụp hình, rồi Quỳnh còn ăn video nữa. Nó hơi ăn nhiều nhiều con. Có hai loại, cái cây đầu tiên Quỳnh hái á, cái vị nó hơi chua nha. Cái cây sau á, cái vị nó thì ngọt. Cây đầu thì chua chua ngọt ngọt, thích mà. Quá ngon không? Thật sự vô đây ăn cũng chừng được à. 400 trái là hết đắt nè. Trái nhỏ. Nó chua chua ngọt ngọt, nó giống như là cái mận hành ở Việt Nam đã. Cái màu của cái trái này á, nó đậm hơn cái trái nãy nha. Với lại Quỳnh sẽ để địa chỉ cho những bạn nào quan tâm đến cái vườn này mà đến mình ăn nha. Thì nó chỉ có vào khoảng cuối tháng 9 như thế này, đầu tháng 10 là hết nha mọi người. Hồi nãy gia đình Quỳnh vô thì không có người, bây giờ thì có được ba cặp người trung niên lớn tuổi nha, ngồi cách xa nhau cái ghế khoảng 4 mét, nhưng mà bây giờ nhiệt nó cũng chích ngừa hết rồi. Rồi giờ mày ăn nè, nó nò rồi mọi người, người ta chích ngừa hết rồi đó, cho nên cũng đỡ lo mọi người. Mình cũng chích xong 2 mũi à. Sao không ăn với mẹ sao? Ngồi ngoài nắng này ăn, quay cho mọi người con mới dễ thấy nha. Nói nắng nắng chứ ở trên đây nè mọi người. Quay cho mọi người xem cái vườn ở đây, người ta trồng là ở trong nhà kính nha mọi người, nhưng mà nhà kính hở nha, tất cả những cái cây này nằm trong nhà kính hết luôn. Ở trên nó có mái che nha, bởi vậy mấy cây này á, nó nằm trong này nó cũng không đến nỗi lạnh nếu mà mùa đông ha. Ở ngoài thì hở thôi, mà ở trên có mái che. Ta trồng cũng giống như cái dạng mà mình trồng cái cây sakura đó mọi người. Mà bà Zika qua đi mà đã. À từ dưới cuối phút. Này, mau qua đi. Anh xã Quỳnh nói hết giờ luôn mọi người. Mình vô mình ăn được vài trái, và bây giờ là mình sẽ đem cái mớ này ra để mà mình tính tiền đem về nha. Đó, cái vườn hồi nãy không có người, giờ có người đó mọi người. Hai. Rồi anh xã Quỳnh sẽ ra để mà tính tiền nhé mọi người. Sugoi gói ôi xì, ấm ơi. Arigato. Yoshi. Là mình sẽ đem về là 1,5 kg nha mọi người. Akimako đó là sử dụng cho mình. Hay. Arigato gozaimasu. Ở bên đây thì có mớ thùng. Mình kiếm cái thùng nào nhỏ nhỏ mình bỏ vào nha. Cô đây phụ ta ăn rừng hồ gây. Cô đây phụ ta ăn rừng hồ gây đi chứ. Hay. Hay đồ rớt. Rồi ba bỏ giờ. Nó nè. Cô
め濡れ濡れてるできる？あ、そう濡れてるできるじゃん。ありがとうございます。うどん。うどんじゃないよ。全部入れる方がいいよ。全部入れて。あ、明かりの上でやると明かりも壊れちゃう。はい。いいよ。すごい。お借りしてやる。はい。ラバババいいよな。入れていい。Nhẹ nhẹ tay thôi sao để về nhà sao ăn thấy ngon không? Ăn mấy? Ăn mấy suki? Ăn mấy suki? Bỏ vô hết nhanh lên. Ừ nhanh lên. Ừ chỉ cần này ô. Ừ. Ừ ừ ừ ừ. Ừ ừ ừ. Ừ đúng rồi. Rồi lấy cái nắp đậy lại. Chưa đôi chàng. Ai はい、はい、ありがとうございます。どうも、ありがとう、ごちそうさま。はいはい、はいはい。Mẹ ơi, mẹ con Quỳnh thì vừa mới ăn mận xong và bây giờ thì muốn đi vào trong cái vườn táo để quay tròn xa ăn. Nhưng mà hôm nay thì chắc có lẽ là ăn không nổi cho nên sẽ quay vườn táo cho mọi người xem. Rồi chút nữa ra mua đem về nha mọi người. Sa nó rất là thích táo luôn. Rồi Sa đi nè, Sa đi. Đứng lên. Rồi đây 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 đây. Rồi đây bước lên đây. Cái vườn hồi nãy mình ăn mận đây nha mọi người. Rồi, mình sẽ đi vô vườn táo nha. Đi. Sao không có hái của người ta nha, chút ra mua nha con. Ok. Trời ơi, đã lắm mọi người ơi, đây nè. Quá trời táo luôn. Ôi xì xô. Ở đây nó làm một cái đường giống như cái đường đèo để mình lên đó mọi người. Đến đường đèo mình lên. Sao đi thẳng trước đi con, đi thẳng trước đi. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Sao đi qua đây, đi. Đi theo mẹ để té nè. Trời ơi, mình quay hồi nãy ngược sáng nha mọi người, bây giờ quay kiểu này là đúng sáng luôn. Đi này nhanh lên. Wow. Cái cây này thì còn nhỏ nha mọi người. Qua tới mấy cây trong nè. Trời ơi, đã quá mọi người ơi. Đã lắm, đã lắm. Đây nè. Trời ơi, mới luôn, mới luôn. Ừ, đã chứ Sa. Sa có thích không? Sa có thích? Thích không? Đã quá, đã quá. Sa đi qua đây, qua đây, qua đây. Ừ. Sa có mê. Chúc mày chụp hình cho nha, chụp hình hai ba tấm hình ok. Đi qua đây. Đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Ừ. Quá. Cái vườn táo ở trong nè mọi người ơi. Sư gối ba vô Sa. Trời thấy mê lắm mọi người. Trời ơi, ở đây nè mọi người. Ở đây thì người ta để sẵn bàn ghế cho ai muốn ăn là ngồi đó ăn đó mọi người. Mà thường thường người ta đi hái mấy cái trái táo này không có ai ăn nổi mọi người. Nó no á, trời ơi. Hả? Cái gì? Đây nè, đây nè, nhìn nè sao. Trời ơi, ở đây mê chưa mọi người ơi. Quá đã luôn nè. Tà bê tái nè. Đây, 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 đây. Quay từ dưới quay lên nè. Thôi sao không có rờ của anh ta con. Trời ơi, đã lắm. Quá đã luôn. Trời ơi, bao la mọi người ơi. Như. Đâu sao nói lại nè, nói lại nè. Sao sao? Như. Nè ở đây có trái đinh cô nhỏ xíu nè. Trời ơi, kawaii nè. Ở đây là trái trái táo nhỏ nha mọi người. Rồi đi vô trong, đi vô trong. À bên đây, đi vô trong, đi vô trong. Ừ. Rồi, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp luôn, mình đi vô trong nè sao? Ở đây có nhiều loại lắm mọi người. Ở đây có nhiều loại lắm luôn. Quá, khi đế nè. Trời ơi, hồi nãy mình coi táo táo trắng nha mọi người. Táo trắng, táo hơi hàng vàng. Còn bên đây là cái cây táo táo đỏ nè mọi người. Táo đỏ. Trời ơi, đã ghê rồi mọi người. Đã ghê chưa? Đã quá, đã quá. Đã quá, đã quá, đã quá. Rồi đi rồi. Hả? Ủa đi tay nữa. Rồi đi tay nữa. Ở bên đây người ta nhăn dây rồi. Đó, người ta nhăn dây không cho vô. Thì sau khi dắt người Sa đi coi trải nghiệm cái vườn táo của người ta xong đó mọi người. Và bây giờ thì không có thời gian, với lại mình không có đặt trước cho nên mình vô không được. Và bây giờ thì đi xuống dưới để mà mua cho người Sa nó đem về nó ăn nha mọi người. Rồi Sa đi. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú, cảm ơn cái bạn. Mua nha, bye bye. Nó còn mê cái vườn táo ở đây lắm mọi người. Nó mê vườn táo đây lắm mọi người. Trời phía sau nè mọi người. Đúng rồi, ở trên đây trên núi nhìn nó không khí nó mát mẻ lắm mọi người. Quỳnh quay sơ ở đây cho mọi người xem nha. Trời ơi, ở đây trên là trên đỉnh núi nó mát mẻ đẹp lắm mọi người. Mẹ con Quỳnh đi là đi đường cái đường ở trên nha mọi người. Và bây giờ đi xuống thì đi cái đường ở dưới. Cái đi xuống cái đường ở dưới. Người ta làm hai cái bậc cho mình đi đó. Rồi thôi đi ra nè,
đi ra mua Ringo. Cái nào? Cái này. Cái này cũng đỏ nè, ăn cái nào? Cái này. Hay cô đi hito chiều này gai simas. Rồi sao? Đưa tiền cho chú đi. Lấy tiền. Hay cô thật quen. Có cô hạt cư an không? Hả nè? Cô hạt cư an này. Hai sang an. Đưa đây cho mẹ lấy coi. Rồi, cô hạt cư an ở rồi. Đây. Đi chưa em? Cô hạt cư an, hai. Rồi, sao lấy cái bịch đó đi, Hai, arigato gozaimasu. Sao xin tất tạ, arigato gozaimasu đâu mà. Rồi, đi nè, sao đi. Cảm ơn chú đi. Bye bye. Arigato gozaimashita. Yeah. Nè, mẹ ơi, cái video của hai mẹ con Quỳnh đi hái trái cây của ngày hôm nay cũng là đã kết thúc rồi. Và sau chuyến đi này thì là mua được một ít mận và một ít táo đem về. Quỳnh cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của gia đình Quỳnh nha. Nếu bạn nào quan tâm thì Quỳnh sẽ để cái địa chỉ cũng như là cái nơi mà hôm nay gia đình Quỳnh đến để mọi người cùng đến để mà mình trải nghiệm nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Yeah. Bye bye. Bye bye. Yeah.